mọi người. Trời ơi, hết giãn cách xã hội rồi. Bây giờ Trinh sẽ chuẩn bị để đi ra ngoài chơi. Nhưng mà trước khi đi ra ngoài thì Trinh sẽ kiểu make up skin care xuống xuống một chút. Cho nên là sẵn Trinh ngồi xuống bấm máy quay luôn. Tổng đây mặc đồ đẹp. Nói make up cho hầm hố vậy chứ thật ra là Trinh sẽ chỉ chân mày nè, eyeliner với lại son. Và cuối cùng là cho một cái lớp kem dưỡng mà có khả năng nâng tông làm đều màu da một chút. Tại vì Trinh cực kỳ ghét kem nền. Cái cảm giác khi mà nó lên da của mình cũng như là những cái hóa chất ở trong make up á. Cho nên là Trinh chỉ có đánh kem nền khi mà bắt buộc thôi. Đi chơi bình thường thôi thì Trinh chỉ dùng cái lớp kem dưỡng mà có nâng tông nhẹ. Trinh có nguyên một cái bộ sưu tập các thể loại kem nâng tông, từ kem dưỡng cho đến kem chống nắng, chắc phải cả chục loại khác nhau á. Nếu mà mọi người muốn Trinh làm video review về cái bộ sưu tập đó thì comment bên dưới cho Trinh biết nha. Video ngày hôm nay thì Trinh sẽ sử dụng cái em này. Đây là một em mà Trinh vừa mới được gửi tặng tầm khoảng 1-2 tuần nay. Nhưng mà Trinh dùng thì Trinh thấy rất là thích. Giá rẻ, hợp lý mà chất lượng là tốt nữa. Một em này có tên là Xionle Tone Up Light On Whitening Cream. Không biết đọc tên hãng có đúng không? Nếu mà sai thì mong hãng hãy thứ lỗi. Tiếp chai trắng nhìn rất là slick, rất dung tích thì siêu to khổng lồ 100ml. Trinh sẽ để link bên dưới để mà mọi người có thể mua em này ở Việt Nam luôn nha. Cái chất của em này khá là lạ luôn mọi người. Lúc mà mọi người mới bóp từ cái tuyết ra, mọi người sẽ thấy là cái chất của nó hơi dày một chút xíu. Nhưng mà lạ cái là khi apply lên trên mặt thì nó sẽ tan ra hết luôn. Và nó không có làm cho da của mình bị rít hay là bị nhờn. Bởi vậy Trinh nghĩ là em này thì sẽ phù hợp với tất cả mọi loại da, kể những bạn mà có da dầu hoặc là da bình thường. Thậm chí là da khô như Trinh thì dùng vẫn rất là đủ ẩm. Tại vì trong này thì có hình như là rau má nè, hạt gạo nè, rồi trà xanh nữa. Nên là nó cung cấp một cái lượng ẩm rất là tốt, nuôi dưỡng làn da, hương trà xanh thoang thoảng. Thường thì ở nhà thì Trinh sẽ apply tầm khoảng một lớp, giống như là kiểu kem khóa ẩm luôn mọi người. Và với sản phẩm này thì nó sẽ giúp làm sáng da, rồi điều trị thâm, nám, tàn nhang các kiểu nữa. Theo như hãng nói là mình dùng tầm khoảng 3 tháng thì sẽ thấy hiệu quả. Còn hôm nay Trinh đi ra ngoài chơi thì Trinh sẽ apply nó hơi dày hơn một chút xíu để nó che phủ được nhiều hơn á. Nhưng mà có một cái điểm Trinh muốn lưu ý mọi người là em này không phải là kem chống nắng vật lý nha. Cho nên là nó sẽ không có tạo một cái lớp màng trắng như là kem chống nắng vật lý bôi lên phát là trắng bệnh ngay lập tức đâu. Nhưng mà em này như Trinh nói, nó là kem dưỡng mà có khả năng nâng tông làm sáng da. Bởi vậy mọi người sẽ không thể nhìn thấy cái hiệu quả tức thì như là kem chống nắng vật lý. Tuy nhiên cái lớp trắng mà nó để lại vẫn rất là tự nhiên, nó vẫn làm cái bề mặt da của mình kiểu căng bóng, mịn màng và đều màu hơn. Trong những cái ưu điểm rất là lớn của em này là giá của nó vô cùng bình dân học vụ luôn. Cho nên là không chỉ có dùng cho mặt mà Trinh dùng cho nguyên cả body luôn cũng không thấy tiếc. Nhất là phần cổ nè, xong rồi phần hai cánh tay, thậm chí là hai bên đùi. Mấy ngày mà kiểu Trinh mặc quần ngắn á mọi người, hoặc là đi chơi bikini đi biển nè, đó thì Trinh sẽ bôi luôn hai phần đùi rồi bôi chân. Nói chung là chỗ nào mà còn trống trên người Trinh đó là Trinh bôi hết. Thậm chí là mọi người bôi luôn cái vùng nách cũng được nha. Nó sẽ giúp làm sáng và trị thâm nách nữa. Tức là những bạn mà hay nhổ lông nách rồi cạo lông nách mà không có đặc biệt chú ý á, mọi người cứ bôi một thời gian đi thì cái vùng da nó sẽ mịn hơn, nó sáng hơn, nó không có bị thâm nữa. Vậy thì mình mặc áo hai dây hay là mặc bikini cũng tự tin hơn rất là nhiều. Nếu mà cánh tay á thì mọi người nhớ bôi thêm một chút xíu ở cái phần cùi chỏ nữa nè. Tại vì cái phần cùi chỏ lúc mà tụi mình ngồi làm việc máy tính hoặc là ngồi học bài á thì rất là dễ tị trên bàn. Thì cái phần cùi chỏ này của mình lâu ngày nó sẽ bị chai nè, rồi nó bị sạm nữa, nhìn tự nhiên mất tổng thể lắm luôn á. Nguyên cánh tay thì nhìn cũng ok đúng không, tự nhiên cái nhìn xuống tới phần cùi chỏ mất hứng. Sẵn đang nói tới phần cùi chỏ thì có một cái phần cùi chỏ chân, gọi là mắt cá chân ở ta, cái phần đó cũng rất là dễ bị chai rồi bị thâm nữa. Trinh cực kỳ không tự tin với cái phần chân của mình luôn, cả cái bàn chân rồi tới cái mắt cá chân nữa. Cho nên là buổi tối trước khi đi ngủ thì ngoài sử dụng kem dưỡng bàn chân rồi gót chân thì Trinh sẽ sử dụng em này để bôi lên cái phần mắt cá chân để cho nó sáng hơn và nó dưỡng ẩm tốt hơn. Mọi người biết là da của Trinh nó cực khô luôn, từ đầu đến chân chỗ nào cũng khô hết, và nhất là những cái phần mà cùi chỏ chân rồi cùi chỏ tay á, nó vừa khô nó vừa chai nó vừa sạm nữa, vô cùng mất tự tin. Nên là những cái em như thế này thì nó sẽ giúp ích cho mình rất là nhiều. Nên thật lòng á, Trinh thấy em này rất là đa di năng mà giá lại còn bình dân học vụ nữa, xong rồi có thể giúp cho mình không chỉ cái hiệu quả làm sáng tức thời mà còn hiệu quả lâu dài, vừa dưỡng ẩm vừa làm mịn rồi vừa làm sáng trắng các kiểu nữa. Nên là tội gì không thử đúng không. Rồi bây giờ thì Trinh sẽ hoàn thành nốt make up các kiểu, sau đó thì mình sẽ đi chơi thôi. Hôm nay thì Trinh sẽ đi làm tóc nè, sau đó thì Trinh sẽ đi ăn. Bạn cũng đi với Trinh nha.